Vâng, em xin tiếp tục trở lại với video tiếp theo bên em nhé. Đây trước mặt mọi người là một cục công suất của Panasonic. Đây là cục công suất có mã là PM47MD nhá. Đấy. Ở đây thì như nhà em vẫn nói là bán công suất là bao công suất cho mọi người, tức là ra hai loa và nghe nhạc qua điện thoại, máy tính bằng cổng kết nối ngoài đúng không ạ? Đấy, như hiện tại thì ở đây nhá. Đây, ở loa thì em đã kết nối đây rồi. Đấy mọi người thấy không? Em đã kết nối loa này. Đấy, ở đây thì em đang cho chạy CD nhá. Đây, màn hình hiển thị CD này. Đây mọi người nhìn thấy không? Nó hơi mờ một chút nhá. Đấy thì cái màn hình em đang cho chạy CD. Thì CD ở đây hoạt động vẫn đang ok, thì về mọi người cứ sử dụng bình thường giúp em nhá. Đấy. Còn ngoài ra thì nhà em chỉ bao cho mọi người công suất mê cả nghe nhạc qua điện thoại thôi, còn CD thì nhà em sẽ không bao cho mọi người. Đấy. Đây mời mọi người nghe một đoạn chất âm của CD này. Hình thức cục vẫn rất là ok luôn nhá. Đó. Đấy, cục ở đây thì cỡ ngang 18, độ sâu của cục thì cỡ tầm 27 và chiều cao của cục thì cỡ tầm 21 nha các anh nhá. Đấy, với những cục như này thì về mình ghép loa mini cho em để nghe nhạc rất là tiện lợi luôn bằng cổng kết nối ngoài nhá. Đó. Ở đây thì CD chạy ok này, em sẽ thử sang đường điện thoại nhá. Ở đây em đã cắm dây điện thoại đây, kết nối với điện thoại này. Đấy. Lấy điện thoại nhá. Đấy phía sau đây, ngoài ra thì cũng có thể nghe đài FM bằng cổng kết nối ngoài như các anh nhá. Đó. Đây chi tiết về cục đây, cục Panasonic PM47MD ở đây sử dụng điện 100V với công suất là 48W nhé. Cục này thì em không thấy ghi là made in ở đâu cả, chắc hàng nội địa Nhật thôi. Đấy, không thấy dòng chữ là made in Malaysia hay made in China nhé. Đấy, chắc hàng nội địa Nhật. Nếu mọi người lăn tăn trong cái việc là công suất này thì đấu loa bao nhiêu thì hợp lý, thì em thấy thông thường thì 48W thì em thấy bộ nó là hay đi cùng với cả loa 70W, tức là hai loa sẽ là 140W cho hai kênh đấy. Đấy thì về cây có thể cân nhắc làm sao để mình đấu với cả loa nhá. Thì em xin báo giá luôn cho cái cục Panasonic này nhá. Cục Panasonic PM47MD này thì thôi em sẽ để cho mọi người với cái giá là 480.000 thôi nhá. Phải nói rất là rẻ cho một cục công suất chạy CD như này luôn đó. Dạ vâng, mọi chi tiết thì liên hệ ngay với em nhé. Số điện thoại của bên em là 0966 594 581 ạ. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Mà mọi người lưu ý giúp em là cái này thì phải sử dụng đúng điện 100V nhé. Ngoài điện 100V ra thì các anh không sử dụng điện nào khác, kể cả 110 hay 120, vì đây là hàng chuẩn Nhật nhé. Điện tiêu chuẩn chỉ có 100V thôi đó. Dạ vâng, thì những cái cục này nó rất là nhỏ luôn. Nếu ai mua hàng thì vui lòng chuyển khoản cho bên em nhé. Thì bên em sẽ gửi đi cho mọi người, nóng hàng cẩn thận để gửi cho mọi người nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.